Thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn thành phố, nhằm đẩy mạnh công tác hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế. Sáng nay, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức Festival Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng năm 2021. Festival Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo năm nay bao gồm các hoạt động lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Thành đoàn và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2025, tổ chức vòng chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Light Up Your Creativity năm 2021 và chương trình tọa đàm Người thường khởi nghiệp. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng tập trung triển khai các hoạt động triển lãm các gian hàng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng thực tế ảo VR Fairs và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021. Thông qua các hoạt động tại Festival Khởi nghiệp nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên có dịp trao đổi, giao lưu, tham quan các mô hình, sản phẩm sáng tạo, khởi nghiệp tiêu biểu, nâng cao nhận thức về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Qua đó nhận thức sâu sắc hơn vai trò, cơ hội và thách thức trong bối cảnh hội nhập hiện nay, đồng thời khơi dậy kết nối, hỗ trợ những ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, sinh viên.